cần nhìn nhận vấn đề quản lý sử dụng đất đai sâu hơn để có kiến nghị về cơ chế, chính sách, khung pháp lý đóng góp vào việc sửa đổi luật đất đai và đưa vào nghị quyết thay thế nghị quyết 54 là yêu cầu của đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh tại hội thảo khoa học với chủ đề cơ chế chuyển dịch đất đai và chính sách pháp lý đột phá cho thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban dân thành phố phối hợp với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay. Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những điểm sáng thì công tác quản lý đô thị, quản lý sử dụng đất đai của thành phố thời gian qua còn bất cập và hạn chế. Vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều ý kiến đóng góp vào việc sửa đổi luật đất đai và đưa vào nghị quyết thay thế nghị quyết 54 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, nhằm tạo ra cơ chế đột phá, khai thác nguồn lực đất đai, nhưng đồng thời phải đảm bảo quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai và hướng đến sự phát triển bền vững, lâu dài của thành phố. Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh về vai trò của đất đai trong quá trình phát triển, đặc biệt là ổn định xã hội, bảo đảm làm sao vừa quản lý, vừa khai thác, trong đó hài hòa được lợi ích các chủ thể có liên quan là vấn đề lãnh đạo thành phố luôn ý thức trong thời gian vừa qua. Tại hội thảo, các chuyên gia cũng đã đề xuất hiến kế nhiều cơ chế đột phá để thành phố Hồ Chí Minh tận dụng nguồn lực từ đất đai một cách hiệu quả, bền vững. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi các đơn vị sự nghiệp công lập họ chuyển sang tự chủ thì họ sẽ đầu tư trên đất bằng các cái nguồn của họ, các nguồn vốn của đơn vị sự nghiệp. Nhưng dự thảo thì hoàn toàn không cho họ các cái quyền trên các tài sản trên đất. Trong trường hợp này nên công nhận cho các đơn vị sự nghiệp công lập họ khi mà có cái quyền sử dụng đất thường thuê như vậy, dù là trả tiền thuê hàng năm như vậy hoặc là được miễn tiền thuê như vậy thì họ vẫn có cái quyền là đối với tài sản trên đất, các cái quyền ví dụ như thế chấp để vay vốn chẳng hạn. Kính thưa quý vị, liên quan đến chính sách pháp lý đột phá cho thành phố Hồ Chí Minh thì một số đại biểu cũng kiến nghị thành phố Hồ Chí Minh nên là địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Làm thí điểm để xây dựng cái dữ liệu đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở những lợi thế về cái hoạt động quản lý nhà nước thành phố Hồ Chí Minh hiện trong thời gian qua đã thực hiện trên cơ sở là tin học hóa, ứng dụng khoa học công nghệ sâu và đặc biệt là thị trường bất động sản của thành phố Hồ Chí Minh hoạt động cũng khá sôi động và quy củ hơn. Thì sau khi mà đã có cái dữ liệu đất đai của thành phố Hồ Chí Minh rồi, đã có kinh nghiệm từ việc xây dựng dữ liệu đất đai từ thành phố Hồ Chí Minh rồi thì chúng ta có thể nhân rộng cái quy trình đó ra các địa phương khác và dữ liệu quốc gia về đất đai có thể sẽ hình thành một cách trôi chảy hơn. Các đại biểu cũng đã thảo luận về đề xuất cho phép thành phố Hồ Chí Minh tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công. Ngoài ra, một số kiến nghị cho rằng dự thảo luật đất đai cần được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở ra một số quy định ngoại lệ cho các địa phương có tính đặc thù như thành phố Hồ Chí Minh. Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn nhận định, chính sách pháp lý đột phá cho thành phố Hồ Chí Minh là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng nhằm triển khai nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, thành phố được xác định là đầu tàu kinh tế cho cả nước, đóng vai trò dẫn dắt, dung hòa và tạo động lực phát triển kinh tế cho cả vùng. Do vậy, cần có các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội. Trong đó có cơ chế, chính sách quản lý sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên, nhất là đất đai.